Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chức năng cho phép công dân thực hiện tạo yêu cầu kiến nghị phản ánh an ninh trật tự đối với tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNEID, và chúng ta có thể phản ánh về một sự việc và gửi yêu cầu này tới cơ quan công an để tiến hành tiếp nhận, xác minh và giải quyết sự việc đó theo quy định của pháp luật. Và có hai cách để vào chức năng này. Thì cách thứ nhất thì chúng ta có thể vào phần tìm kiếm chức năng ở trang chủ. Chúng ta đánh chữ kiến nghị và phản ánh an ninh trật tự. Cách thứ hai là chúng ta sẽ vào phần dịch vụ khác. Chúng ta chọn chức năng kiến nghị phản ánh an ninh trật tự. Và để thực hiện việc phản ánh kiến nghị, chúng ta sẽ cần cung cấp 3 nhóm thông tin như sau. Thứ nhất là thông tin về sự việc, vụ việc đã xảy ra. Nhóm thông tin thứ hai là thông tin về đối tượng là tổ chức hoặc cá nhân bị kiến nghị phản ánh. Và nhóm thông tin thứ ba là thông tin về người bị thiệt hại và các cái thao tác cụ thể như sau. Ở trên màn hình phản ánh kiến nghị an ninh trật tự thì chúng ta sẽ ấn vào nút tạo mới yêu cầu và màn hình sẽ hiển thị thông tin. Và nếu người kiến nghị là đại diện cho một cơ quan tổ chức thì chúng ta sẽ tích chọn vào là đại diện cơ quan tổ chức. Sau đó chúng ta sẽ chọn đối tượng kiến nghị phản ánh. Có 3 lựa chọn là tổ chức hoặc cá nhân hoặc là chưa xác định được đối tượng. Tiếp theo phần thông tin về hành vi và thời điểm xảy ra vụ việc cũng như là các cái tài liệu, ảnh hiện trường thì chúng ta cố gắng nhập và cung cấp đầy đủ. Chúng ta sẽ chọn thông tin cơ quan công an mà tiếp nhận cái thông tin về phản ánh này. Chúng ta sẽ nhập địa chỉ chi tiết, đính kèm thêm hình ảnh. Và chúng ta sẽ nhập thêm mô tả nội dung, thật là chi tiết để cơ quan công an có thêm thông tin trong việc tiếp nhận và xử lý vụ việc nhanh chóng hiệu quả hơn. Nếu người kiến nghị đã gửi đơn kiến nghị tới trực tiếp cơ quan công an thì chúng ta sẽ chọn tích vào là đã gửi cho cơ quan công an và chúng ta sẽ chọn cơ quan công an đã nộp đơn kiến nghị đó. Và sau đó chúng ta sẽ chọn và tiếp tục. Với phần màn hình thông tin kiến nghị và phản ánh thì nếu đối tượng bị kiến nghị là tổ chức thì chúng ta sẽ cần cung cấp thông tin đơn vị bị kiến nghị. Và thông tin của đơn vị bị kiến nghị thì sẽ bao gồm là thông tin tên đơn vị là bắt buộc. Và ngoài ra thì chúng ta có thể cung cấp thêm mã số thuế hoặc người đại diện nếu mà chúng ta có thông tin. Nếu đối tượng bị kiến nghị là một cá nhân thì chúng ta cũng sẽ cần nhập thông tin tối thiểu bao gồm họ tên và giới tính là trong bắt buộc. Ngoài ra thì có thể cung cấp thêm thông tin về số chứng minh thư căn cước công dân, về nơi ở cũng như địa chỉ chi tiết. Và sau khi nhập đủ thông tin đối tượng bị kiến nghị thì chúng ta sẽ nhấn vào nút tiếp tục và chúng ta sẽ thêm thông tin của người bị hại. Chúng ta sẽ nhập thông tin người bị thiệt hại đối với cái sự việc vụ việc này để chúng ta phản ánh. Và sau khi thêm đầy đủ thông tin xong thì chúng ta sẽ chọn vào nút tiếp tục. Thì ở trên ứng dụng sẽ hiển thị một màn hình xác nhận bao gồm đầy đủ thông tin, bao gồm thông tin của vụ việc, sự việc, bao gồm về đối tượng bị phản ánh kiến nghị là tổ chức hoặc cá nhân và người bị hại. Chúng ta sẽ rà soát một lần nữa. Trường hợp là thông tin đã đầy đủ chính xác thì chúng ta sẽ tích vào nút tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai ở trên và chúng ta sẽ tiến hành và gửi yêu cầu. Và sau khi gửi yêu cầu thành công thì chúng ta sẽ bấm vào nút lịch sử để xem được tình trạng tiếp nhận cũng như là xử lý cái vụ việc này của cơ quan công an.